một sớm mai nào đó, giữa phố phường tấp nập, bất chợt bạn gặp một gánh hàng quê thì xin chớ dội vô tình lướt qua nhanh. Biết đâu đó là cơ hội để sống chậm lại, để nhớ trong sâu thẳm lòng mình, ta có một làng quê, nơi có mẹ, có dì tần tảo gói quà quê đưa lên phố. Có lần đạo diễn nhà văn Võ Đắc Danh sang thăm cháu ngoại ở tận Mỹ, trong gói hành trang vượt ngàn dặm xa có những chiếc bánh lá dừa này. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu cả một trời quê gói trong chiếc bánh. Những hạt đậu đen trộn với dừa nạo và nếp rặt bao lấy những chuối hồng tươi là gói cả công cha tình mẹ chuyển cho người xa xứ. Gốc quê bình dị giữa Sài Gòn hoa lệ còn là những món đồ chơi không thể dân dã hơn. Cào cào hay chuồn chuồn chấp chới trong nắng sớm. Đó hoa hồng được làm từ lá dừa non, kéo cả tuổi thơ của những người con xa xứ ùa về trên phố thị. Nhìn những cảnh này, chúng ta chợt hiểu vì sao quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.